Two, how old is the house? Ngôi nhà thì mấy tuổi rồi hay là bao nhiêu tuổi rồi? It's 5 years old. Nó thì 5 tuổi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Advanado, kênh tiếng Anh hay nhất dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm. Thầy là Kiên Nguyễn của Trung tâm Anh ngữ Wow Success. Rất vui được chào đón các bạn trong bài học mới ngày hôm nay. Và các bạn đang theo dõi khóa học mới nhất của thầy, đó chính là khóa luyện thi Flyers, giúp bạn nhanh chóng đạt được số điểm tối đa 15 trên 15 khiên. Và bữa nay chúng ta sẽ tiến qua bài mới nha các bạn, đó chính là phần Speaking Part 2, có nghĩa là phần thi nói, phần số 2 trong đề thi Flyers nha các bạn. Phần này có tên là Information Exchange, ý nói là trao đổi thông tin nha các bạn. Are you ready? Let's get started. Rồi, bữa nay chúng ta sẽ tiến qua phần Speaking Part 2, có nghĩa là phần thi nói, phần số 2 trong đề thi Flyers nha các bạn. Bây giờ các bạn hãy cùng nhìn với thầy và trong đây nè. Ở trong cái phần thi nói này, chúng ta sẽ có hai bức tranh nha các bạn. Một bức ở bên tay trái của thầy là bức tranh dành cho giám khảo và bức tranh ở bên tay phải là bức tranh dành cho các thí sinh. Tức là bức tranh này sẽ dành cho các bạn đó, được không? Rồi bây giờ các bạn hãy cùng nhìn với thầy và bức tranh ở bên trái nè. Người ta nói sao đây? Information exchange có nghĩa là gì? Information ý nói là thông tin, exchange có nghĩa là trao đổi, ý nói là trao đổi thông tin, được không các bạn? Rồi ở đây các bạn nhìn thấy người ta ghi cái chữ là examiner's copy, được không? Examiner có nghĩa là giám khảo nha các bạn. Copy có nghĩa là cái bản sao, ý nói là cái bản sao của giám khảo. Ý người ta nói là cái phần này nè là dành cho giám khảo, được không các bạn? Rồi tương tự như vậy khi mà các bạn nhìn qua bên tay phải nè, ở bên đây người ta cũng có chữ information exchange, ý nói là trao đổi thông tin, được không? Và cái góc phải này người ta ghi là candidate's copy, ý nói là bản sao của thí sinh, được không các bạn? Candidate có nghĩa là thí sinh, tức là các bạn đó, được không? Ý nói là toàn bộ cái phần bên phải này nè là dành cho thí sinh và toàn bộ cái phần bên trái này là dành cho giám khảo nha các bạn. Rồi khi mà các bạn bắt đầu tiến vào cái phần thi số 2 này thì giám khảo sẽ nói như vậy nè. Bây giờ các bạn nhìn vào đây nha. Cái câu đầu tiên giám khảo sẽ nói là gì? Mary's house and Tom's house are in district. I don't know anything about Mary's house, but you do. So I'm going to ask you some questions. Có nghĩa là gì? Mary's house, ý nói là cái ngôi nhà của Mary. And và Tom's house, ý nói là cái ngôi nhà của Tom. Are in district. Street, ý nói là cái con đường. District, ý nói là cái con đường này. Rồi vậy thì nguyên câu này có nghĩa là gì? Ngôi nhà của Mary và ngôi nhà của Tom thì ở trên con đường này. I don't know, ý nói là thầy không biết anything, bất cứ điều gì about, về Mary's house, ngôi nhà của Mary. But, nhưng mà you do, nhưng mà em thì biết. Ý của câu này có nghĩa là gì? Thầy không biết gì hết về ngôi nhà của Mary. Tức là thầy hay là cô hay là giám khảo trong cái trường hợp này nha các bạn, không hề biết chút nào về cái ngôi nhà của Mary. Nhưng mà em thì biết, ý nói là cái bạn thí sinh thì biết. Tức là các bạn khi mà các bạn đi thi đó thì các bạn sẽ biết điều đó, đúng không? So, I'm going to ask you some questions. Có nghĩa là gì? So, có nghĩa là vì vậy. I'm going to, ý nói là thầy sẽ hay là cô sẽ. Như thế nào? Ask you, hỏi em some questions, một vài câu hỏi. Rồi, nguyên câu này có nghĩa là gì? Vì vậy, thầy sẽ hay là cô sẽ hỏi em một vài câu hỏi. Được không? Rồi, vậy thì phần này yêu cầu chúng ta làm cái gì đây? Rồi bây giờ các bạn hãy cùng nhìn với thầy vào cái bức hình và hai cái bảng ở bên tay trái nè. Các bạn thấy không? Bây giờ tạm thời các bạn đừng có nhìn bên tay phải nha. Bây giờ các bạn hãy nhìn bên tay trái nè. Bên tay trái này là toàn bộ thông tin mà giám khảo sẽ có. Tức là giám khảo sẽ có thông tin gì? Các bạn nhìn vào đây nha. Mary's house và Tom's house. Ý nói là ngôi nhà của Mary và ngôi nhà của Tom. Được không các bạn? Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái bảng này nè. Thì các bạn thấy ở đây có rất là nhiều dấu chấm hỏi không? Ý nói là ở đây không hề có thông tin gì hết. Tức là giám khảo sẽ không hề có một chút thông tin nào về cái ngôi nhà của Mary nha các bạn. Cho nên là giám khảo sẽ đặt một số câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của Mary. Nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ trả lời những câu hỏi này.
Và làm sao để các bạn trả lời được câu hỏi này? Thì bây giờ các bạn hãy cùng nhìn với thầy vào trong bức hình và hai cái bảng ở bên tay phải nè. Nha, ở đây các bạn cũng thấy là các bạn cũng có thông tin về Mary's house, tức là nhà của Mary, và Tom's house là nhà của Tom, được không? Và các bạn để ý nè, ở trong cái phần Mary's house, tức là nhà của Mary, thì các bạn có đầy đủ thông tin hết nè, các bạn thấy không? Đó, trong khi ở bên tay trái nè, giám khảo không có thông tin gì về cái ngôi nhà của Mary hết. Nhưng mà ở bên đây nè, các bạn thấy không? Ngôi nhà của Mary nè, đó, bạn có đầy đủ thông tin về ngôi nhà của Mary. Cho nên giám khảo sẽ đặt 5 câu hỏi để hỏi bạn về ngôi nhà của Mary. Và nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ trả lời 5 câu hỏi đó, được không? Đó là cái phần đầu tiên nha. Và xong sau đó sẽ đến lượt cái nhà của Tom. Ở đây các bạn thấy nè, người ta ghi là Tom's house. Ở bên đây cũng có Tom's house, các bạn thấy không? Đó, ở cái phần ngôi nhà của Tom đó thì lại ngược lại nha các bạn. Bạn nhìn nè, ở bên cái phần này nè, dành cho thí sinh, tức là dành cho các bạn đó, thì người ta đánh dấu chấm hỏi nè, các bạn thấy không? Ý nói là các bạn không hề có một chút thông tin nào về ngôi nhà của Tom hết. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn qua cái bức tranh hay là cái bảng này của giám khảo này, các bạn thấy không? Có đầy đủ thông tin luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, thì ở trong cái phần sau đó mình sẽ làm ngược lại. Tức là bây giờ là đến phiên các bạn sẽ đặt câu hỏi, đặt ra 5 câu hỏi cho giám khảo về ngôi nhà của bạn Tom, được không? Và giám khảo sẽ dựa vào thông tin có sẵn ở đây, giám khảo sẽ trả lời cho các bạn, được không các bạn? Đó là lý do tại sao mà ở đây giám khảo mới nói là sao đây? Ngôi nhà của Mary và ngôi nhà của Tom thì ở trên con đường này. Thầy không biết gì về ngôi nhà của Mary hết, nhưng mà em thì biết, tại vì em có thông tin nè, thấy không? Đó. Vì vậy, thầy sẽ hỏi em một số câu hỏi, tức là hỏi em một số câu hỏi về ngôi nhà của Mary nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến vào câu hỏi này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy tập trung vào đây nha. Thầy có thể khẳng định với các bạn là đây là một cái phần rất là khó nha các bạn. Sở dĩ nó khó là tại vì nó đòi hỏi các bạn phải nắm rất là vững ngữ pháp thì các bạn mới làm tốt được phần này. Còn bạn nào mà yếu ngữ pháp đó thì khi mà các bạn trả lời hay là khi mà các bạn đặt câu hỏi đó thì các bạn sẽ làm sai lung tung hết luôn, được không? Cho nên các bạn hãy chú ý thật là kỹ nha. Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái cột bên trái nè, thầy ghi là examiner, tức là giám khảo. Còn cái cột bên phải nè, thầy ghi là candidate, tức là thí sinh. Rồi, ở bên cái cột giám khảo nè, thầy đã dựa vào những cái thông tin ở đây và thầy đặt ra 5 câu hỏi cho các bạn, được không? Và ở phía bên cái cột của candidate, tức là bên thí sinh á, thầy cũng dựa vào những thông tin của Mary's house, tức là ngôi nhà của Mary ở đây, và thầy giúp các bạn trả lời, được không? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào từng câu một nha các bạn. Như vậy thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn, được không? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến vào câu số 1 nè. Câu hỏi số 1 ở đây là giám khảo sẽ hỏi các bạn thông tin về ngôi nhà của Mary nha các bạn. Nhưng mà làm sao giám khảo lại đặt được câu hỏi này? Đó, thì bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái cột này nè. Các bạn thấy ở trên này không? Đó, các bạn thấy cái hàng đầu tiên nè, người ta ghi sao đây? Big or small? Ý nói là lớn hay là nhỏ? À, như vậy có nghĩa là gì? Ý giám khảo muốn biết rằng là cái ngôi nhà của Mary thì lớn hay là nhỏ nha các bạn. Đó, cho nên người ta để dấu chấm hỏi nè. Tức là giám khảo không biết là ngôi nhà của Mary lớn hay là nhỏ. Cho nên giám khảo phải hỏi các bạn, được không? Rồi, hỏi như thế nào đây? Thì bây giờ các bạn hãy nhìn nha. Giám khảo sẽ hỏi như vậy nè. Is Mary's house big or small? Có nghĩa là gì? Mary's house, ý nói là ngôi nhà của Mary. Big, có nghĩa là lớn. Or... hoặc small có nghĩa là nhỏ. Rồi nguyên câu hỏi này có nghĩa là gì? Nhà của Mary thì lớn hay là nhỏ? Đó, các bạn thấy không? Đó, thầy đã dựa vào cái thông tin ở đây rất là ngắn ở đây để thầy đặt ra một cái câu hỏi hoàn chỉnh cho các bạn, được không? Rồi bây giờ đến phiên các bạn trả lời nè. Các bạn nhìn vào đây nè, câu trả lời là gì? It's big có nghĩa là gì? Ý nói là nó thì lớn. Ý nói là cái ngôi nhà của Mary thì lớn. Nhưng mà làm sao các bạn biết được rằng là nhà của Mary thì lớn hay nhỏ bạn? À, lúc đó các bạn hãy nhìn vào bên đây nè. Ở bên đây là cái phần thi của các bạn nè nha. Tức là khi mà đi thi á, thì các bạn sẽ có toàn bộ cái phần này nha. Cái bức hình này và hai cái bảng này, được không? Các bạn sẽ không có cái thông tin, tức là cái bức hình ở bên trái nè. Và hai cái bảng bên trái là các bạn không có. Nhưng mà các bạn sẽ có cái bức hình bên phải và hai cái bảng ở bên phải nha các bạn. Các bạn sẽ dựa vào đó để trả lời, được không? Đó, rồi tương tự như vậy thì các bạn nhìn vào cái dòng đầu tiên nè. Các bạn thấy sao đây? Mary's house
big or small? Ý nói là nhà của Mary thì lớn hay là nhỏ? Thì bạn nhìn đáp án nè. Đáp án ghi sao đây? Big. Ý nói là lớn nha các bạn. Đó. Cho nên các bạn biết được rằng là nhà của Mary thì lớn nha các bạn. Đó. Cho nên các bạn sẽ dựa vào thông tin ở đây. Các bạn sẽ trả lời một cái câu đầy đủ và đúng ngữ pháp ở chỗ này. Được không? Và ở đây câu trả lời đúng nhất chính là gì? It's big. Ý nói là nó thì lớn hay là cái ngôi nhà của Mary thì lớn nha các bạn. Rồi bây giờ chắc là các bạn nắm rồi ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến qua câu hỏi tiếp theo của giám khảo nha các bạn. Rồi câu tiếp theo này giám khảo mới hỏi gì đây? Bây giờ giám khảo muốn đặt câu hỏi á, thì giám khảo sẽ nhìn vào cái hàng thứ hai nè các bạn thấy không? Người ta ghi cái gì? Age, tức là tuổi. Ý là cái độ tuổi của cái ngôi nhà của Mary là bao nhiêu? Tức là giám khảo cần phải hỏi rằng là gì? Ngôi nhà của Mary thì bao nhiêu tuổi? Tức là xây được mấy năm rồi, đúng không các bạn? Đó, giám khảo dựa vào cái thông tin ở đây, giám khảo mới đặt câu hỏi đầy đủ cho các bạn nè. Giám khảo mới hỏi sao? How old is the house? Có nghĩa là gì? House là ngôi nhà. How old là bao nhiêu tuổi? Ý nói là ngôi nhà thì bao nhiêu tuổi rồi, đúng không các bạn? Rồi vậy thì để trả lời câu hỏi này, các bạn sẽ nhìn ở đâu? Các bạn sẽ nhìn vào cái hàng thứ hai nè, các bạn thấy không? Chữ age nè, ý nó là tuổi của cái ngôi nhà của Mary là bao nhiêu tuổi bạn? 5 years, tức là 5 năm nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy xem các thầy trả lời nha. Thầy nói sao đây? Is 5 years old. Có nghĩa là gì? Is nó thì 5 là 5, years old là tuổi. Ý nói là nó thì 5 tuổi. Ý nói là ngôi nhà của Mary thì 5 tuổi rồi, được không các bạn? Đó, rất là đơn giản ha. Khi mà các bạn hiểu cách làm rồi thì nó rất là đơn giản nha các bạn. Rồi câu số 3 nè. Câu số 3 giám khảo sẽ hỏi gì đây? Thông tin ở bên đây nè, các bạn thấy không? How many people? Tức là có bao nhiêu? How many là có bao nhiêu nha các bạn? People có nghĩa là người. Ý nói là có bao nhiêu người sống trong ngôi nhà của Mary, được không các bạn? Rồi vậy thì giám khảo sẽ hỏi như thế nào đây? Các bạn nhìn vào câu hỏi số 3 nha. How many people live in Mary's house? How many, ý nói là có bao nhiêu. People có nghĩa là người. Live có nghĩa là sống. In, ở trong. Mary's house là ngôi nhà của Mary nha các bạn. Rồi nguyên câu này có nghĩa là gì? Có bao nhiêu người sống trong ngôi nhà của Mary? Rồi, vậy thì để trả lời cho câu này chúng ta sẽ nhìn vào đâu bạn? Chúng ta cũng nhìn vào cái dòng thứ ba ở đây luôn nha các bạn. Rồi người ta nói sao đây? How many people? Ý nói là có bao nhiêu người ha? Thì đáp án là gì? 8, có nghĩa là 8 người, đúng không các bạn? Rồi bây giờ các bạn hãy xem cách thầy trả lời đầy đủ nha. Đó, các bạn nhìn xuống đây nè, câu số 3 nè. 8 people live there. Có nghĩa là gì? 8 people có nghĩa là 8 người. Live có nghĩa là sống. There, ở đó. Rồi nguyên câu trả lời này có nghĩa là gì? 8 người sống ở đó, đúng các bạn. Rồi tiếp theo câu số 4 nè. Câu số 4 thì các bạn cũng nhìn vào dòng thứ tư nha. Rồi cái câu số 4 người ta muốn biết thông tin gì đây? Where có nghĩa là ở đâu. Homework có nghĩa là bài tập về nhà. Vậy thì giám khảo cần phải hỏi là gì? Mary làm bài tập về nhà của cô ấy ở đâu, đúng các bạn? Ý nói là ở đâu trong ngôi nhà của Mary đó, thì Mary sẽ làm bài tập về nhà, đúng không? Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn vào câu hỏi nha. Giám khảo sẽ hỏi sao đây? Where does Mary do her homework? Có nghĩa là gì? Where có nghĩa là ở đâu. Do có nghĩa là làm. Homework là bài tập về nhà. Her là của cô ấy. Vậy thì nguyên câu hỏi này có nghĩa là gì? Mary làm bài tập về nhà của cô ấy ở đâu? Rồi vậy thì Mary làm bài tập về nhà của cô ấy ở đâu bạn? Để biết được đáp án thì các bạn tìm ở đâu? Các bạn cũng sẽ tìm ở dòng thứ tư luôn nha. Dòng thứ tư người ta nói sao đây? Where có nghĩa là ở đâu nè. Homework có nghĩa là bài tập về nhà nè. Đó các bạn thấy là thông tin nè. Nó sẽ nằm ở đây, được không? Đó, đáp án là gì? Bedroom có nghĩa là phòng ngủ nha các bạn. À, tức là Mary làm bài tập về nhà của cô ấy ở trong phòng ngủ, đúng các bạn? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trả lời nha. Trả lời như thế nào đây? Các bạn hãy nhìn vào câu số 4 nè. She does her homework in her bedroom. Có nghĩa là gì? She có nghĩa là cô ấy. Does her homework, ý nói là làm bài tập về nhà của cô ấy. In là ở trong. Bedroom có nghĩa là phòng ngủ.
Her là của cô ấy. Rồi vậy thì câu trả lời này có nghĩa là gì? Cô ấy làm bài tập về nhà của cô ấy ở trong phòng ngủ của cô ấy. Được các bạn? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tiến qua câu hỏi số 5 nha. Câu hỏi số 5 của giám khảo sẽ là gì? Giám khảo sẽ dựa vào dòng thông tin ở cái dòng thứ 5 này nè. Đó, các bạn thấy không? Người ta ghi sau đây. Color có nghĩa là màu sắc. Front door có nghĩa là cái cửa ở phía trước, là cái cửa chính đó bạn. Rồi vậy thì bây giờ giám khảo sẽ hỏi như thế nào đây? Các bạn chú ý nha, câu số 5 nè. What color is the front door? Có nghĩa là gì? What color? Ý nó là màu gì nha các bạn. Front door, ý nó là cái cửa trước. Rồi, vậy thì nguyên câu hỏi này có nghĩa là gì? Cái cửa trước thì màu gì? Đúng các bạn. Rồi để tìm đáp án cho câu hỏi số 5 này thì chúng ta sẽ tìm thông tin ở đâu bạn? Khi mà đi thi thì các bạn cũng sẽ nhìn vào dòng thứ 5 nha. Dòng thứ 5 ta nói sao đây? Color, front door, ý nói là cái màu của cái cửa ở phía trước nha các bạn. Hay là cái cửa chính á, cửa ra vào á nha các bạn. Rồi màu gì đây? Blue, có nghĩa là màu xanh dương nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn xem cách thầy trả lời nha. It's blue, có nghĩa là gì? Nó thì màu xanh dương nha các bạn. Rất là đơn giản ha. Rồi vậy là chúng ta vừa mới hoàn thành xong cái phần đầu tiên của phần thi này nha các bạn. Ở trong phần đầu tiên, giám khảo sẽ đóng vai trò là người đặt câu hỏi nha các bạn. Và các bạn sẽ đóng vai trò là người trả lời. Tại vì giám khảo không có thông tin về ngôi nhà của Mary. Trong khi các bạn lại có thông tin về ngôi nhà của Mary. Cho nên giám khảo sẽ hỏi và các bạn sẽ trả lời. Còn ở trong cái phần tiếp theo, tức là những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của Tom á, thì là ngược lại như các bạn. Ở trong cái phần đó thì các bạn sẽ không hề có thông tin gì hết về ngôi nhà của Tom, trong khi giám khảo thì lại có đầy đủ thông tin. Cho nên ở phần tiếp theo, các bạn sẽ đặt 5 câu hỏi liên quan đến ngôi nhà của Tom và giám khảo sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn lưu ý giùm thầy nha. Lý do mà ở phần đầu tiên giám khảo là người hỏi và các bạn là người trả lời là để hỗ trợ cho các bạn ở trong phần sau đó. Tại vì ở trong phần sau khi mà các bạn đặt câu hỏi thì những câu hỏi ở đây nè, các bạn để ý nè, nó cũng tương tự như là những câu hỏi mà giám khảo vừa mới hỏi các bạn ở trong phần trước, được không? Cho nên khi mà các bạn làm cái phần đầu tiên thì các bạn hãy nghe thật kỹ và nhớ thật kỹ tất cả những cái câu hỏi mà giám khảo đã đặt ra cho các bạn. Tại vì khi mà các bạn tiến qua cái phần 2, tức là cái phần ngôi nhà của Tom, các bạn sẽ đặt lại những câu hỏi tương tự như vậy. Nó gần như là giống toàn bộ nha các bạn. Nó chỉ đổi một chút xíu thông tin thôi. Tức là thay vì ngôi nhà của Mary thì nó thành ra là ngôi nhà của Tom. Các bạn lưu ý nha. Cho nên khi mà các bạn đi thi, các bạn phải nghe thật là kỹ những câu hỏi của giám khảo, để khi mà đến lượt các bạn thì các bạn sẽ đặt câu hỏi đúng ngữ pháp và đầy đủ và hay nhất, đúng không các bạn? Nếu mà các bạn không nghe kỹ câu hỏi của giám khảo thì có thể là các bạn sẽ đặt câu hỏi lung tung hết, thì các bạn sẽ được rất là ít điểm, được không? Rồi vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cái phần đầu tiên của phần thi Speaking Part 2, có nghĩa là phần thi nói phần số 2 trong đề thi Flyers nha các bạn. Nó cũng hơi phức tạp một chút xíu đúng không nào? Cho nên các bạn hãy lưu ý nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại cái phần này một chút xíu nha các bạn. Rồi ở trong phần ôn tập này, thầy sẽ giúp các bạn đọc và dịch lại toàn bộ những câu hỏi và câu trả lời ở đây nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào đây nè, câu số 1 nè. Câu số 1 là dựa vào thông tin ở cái dòng đầu tiên ở bên đây nha các bạn. Tức là hỏi ngôi nhà của Mary thì bự hay là nhỏ, đúng các bạn. Rồi câu số 1 nè. Is Mary's house big or small? Ngôi nhà của Mary thì lớn hay là nhỏ? Và đáp án thì chúng ta sẽ dựa vào cái thông tin của thí sinh ở bên đây nè bạn. Cũng ở dòng đầu tiên luôn, người ta hỏi là lớn hay là nhỏ thì đáp án là big, có nghĩa là lớn nha các bạn. Rồi chúng ta trả lời như thế nào đây? It's big, có nghĩa là nó thì lớn, hay là ngôi nhà của Mary thì lớn nha các bạn. 2. How old is the house? Ngôi nhà thì mấy tuổi rồi hay là bao nhiêu tuổi rồi? It's 5 years old. Nó thì 5 tuổi. 3. How many people live in Mary's house? Có bao nhiêu người sống trong ngôi nhà của Mary? 8 people live there. 8 người sống ở đó. 4. Where does Mary do her homework? Mary làm bài tập về nhà của cô ấy ở đâu? She does her homework
in her bedroom. Cô ấy làm bài tập về nhà của cô ấy ở trong phòng ngủ của cô ấy. 5. What color is the front door? Cái cửa trước hay là cửa ra vào đó thì có màu gì? It's blue. Nó thì màu xanh dương. Rồi, vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cái phần đầu tiên của phần thi Speaking Part 2, có nghĩa là phần thi nói phần số 2 trong đề thi Flyers nha các bạn. Nó cũng hơi phức tạp một chút xíu ha, cho nên các bạn hãy học cho thật kỹ nha. Đặc biệt là phần ngữ pháp đó, thông thường khi mà các bạn tự đặt câu hỏi và tự trả lời á, thì các bạn sẽ mắc rất là nhiều lỗi sai liên quan đến ngữ pháp. Cho nên các bạn hãy xem video này thật là nhiều lần và học thật kỹ nhé. Nếu như mà được thì các bạn nên rủ một bạn nữa học chung với mình. Một bạn sẽ đặt câu hỏi, còn bạn kia sẽ trả lời. Sau đó thì các bạn sẽ đổi vai cho nhau. Các bạn luyện như vậy thật là nhiều lần cho đến khi nào mà cả hai bạn đều có thể nhớ hết những câu hỏi ở đây, đều có thể tự đặt ra câu hỏi và đều có thể tự trả lời tất cả những câu ở đây một cách đầy đủ và đúng ngữ pháp nhất. Thì có nghĩa là các bạn đã hoàn toàn thành công với phần này nha các bạn. Rồi, thầy có một cái đề tài nhỏ nhỏ dành cho các bạn nha. Đố các bạn đặt được câu hỏi là có bao nhiêu người sống ở trong ngôi nhà của Mary? Và sau đó thì các bạn sẽ viết câu trả lời ra luôn nha. Bạn nào mà làm được thì hãy viết ở trong phần bình luận ở bên dưới nhé. Thầy sẽ kiểm tra lại giùm cho các bạn được không? Bạn nào mà yêu thích các video của thầy thì hãy nhớ nút subscribe, like và sau đó là nút chuông để nhận được thông báo về các video mới nhất. Và cũng đừng quên chia sẻ video này cho nhiều bạn khác cùng được biết đến và cùng được học giống như các bạn vậy nhé. Đó là cách hay nhất để các bạn có thể ủng hộ kênh Advanced Edu của thầy. Và như vậy thì thầy sẽ có thêm thật là nhiều động lực để làm ra thật là nhiều video hay và hấp dẫn nữa cho các bạn xem nhé. Và thêm một điều rất là quan trọng nữa, đó là bạn nào muốn luyện thi Flyers hoặc là muốn học tiếng Anh trực tiếp tại trung tâm Anh ngữ Wise Success thì các bạn hãy đến trung tâm nhé. Địa chỉ là số 150 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy rất là mong muốn được gặp tất cả các bạn đó. Rồi, bài học đến đây là hết. Trong bài lần tới thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái phần tiếp theo của phần Speaking Part 2, có nghĩa là phần thi nói phần số 2 trong đề thi Flyers nha các bạn. Rất là hay và hấp dẫn luôn đó. Các bạn đừng bỏ lỡ nha. Rồi bây giờ thì thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye, see you, have a nice day.